Bạn nên làm gì nếu thức ăn trong nồi chiên không dầu chín không đều? Nồi chiên không dầu hiện nay đang được rất là nhiều gia đình ưa chuộng, sử dụng nhiều với công dụng tốt của nó. Nhưng nếu như bạn không biết sử dụng, sẽ dẫn đến việc đồ ăn không chín đều, chín không đều, chín không giòn, thậm chí là phải chiên lại lần nữa. Nên video này chúng ta cần tham khảo các cách khắc phục đồ ăn chiên không chín, không giòn, chín không đều của nồi chiên không dầu. Nguyên nhân làm thực phẩm không chín đều khi chiên bằng nồi chiên không dầu. Thứ nhất là cái lượng thực phẩm trong nồi chiên quá nhiều so với cái số quy định của cái nồi. Nguyên nhân có thể bạn thấy nồi chiên không dầu giúp bạn tiết kiệm rất là nhiều thời gian nấu nướng cho gia đình mình, nên bạn đã vô tình làm cho cái nồi chiên không hoạt động. Chính là do quá nhiều thực phẩm bạn cho vào một lúc trong cái nồi chiên, nó không đúng với số lít quy định, thực phẩm quy định trong một lần chiên rán. Vì vậy thực phẩm của bạn không được chín đều là do nguyên nhân đấy, làm cho các món ăn của bạn mất đi độ ngon và hấp dẫn của đồ ăn. Cái cách khắc phục vấn đề này là lấy bớt, giảm bớt đồ ăn, lấy bớt đồ ăn ra khỏi khay thực phẩm, khỏi cái khay chiên, để nó có thể chín đều, mình có thể trở đồ ăn nó chín đều và chín nhanh hơn. Thứ hai là chỉnh nhiệt độ và thời gian nấu không phù hợp. Đó là nguyên nhân cũng là dẫn đến đồ ăn không chín đều. Bạn chỉnh thời gian và nhiệt độ không phù hợp. Cái nguyên nhân là bằng cái mắt thường, bạn nghĩ thời gian và nhiệt độ điều chỉnh của mình đối với cái món chiên này nó sẽ chín và nó sẽ ngon. Nhưng cái tuy nhiên, cái thực phẩm nấu xong sẽ không được chín đều, không ngon nếu không bạn không làm theo quy trình thời gian và nhiệt độ quy định khi mình sử dụng cái nồi này. Việc điều chỉnh cả hai yếu tố thời gian và nhiệt độ rất là quan trọng để bạn có được món ăn ngon hay không. Cái cách khắc phục chính là tăng nhiệt độ và thêm thời gian. Tăng nhiệt độ và thêm thời gian phù hợp cho món ăn, bạn nên điều chỉnh phù hợp từng loại thực phẩm theo từng cái hướng dẫn có trên bảng điều khiển của mỗi cái nồi, hoặc là bạn có thể xem hướng dẫn sử dụng của nồi. Thực phẩm không được lấy ra lắc đều hoặc trở sang bề mặt khác cũng là nguyên nhân dẫn đến đồ ăn chín không đều. Cái nguyên nhân, một số thực phẩm khi chế biến bằng cái nồi chiên không dầu phải được sử dụng, được trở sang bề mặt khác như là cá lớn, gà lớn, mánh thịt, ba giòi lớn. Cắt, bạn phải cắt nhỏ nó ra thành nhiều phần, hoặc bạn để lớn thì bạn phải trở đi trở lại để đồ ăn có thể chín đều, có thể giòn đều và có thể nhiệt độ đều của thức ăn và nó chín và nó ngon hơn. Cái cách khắc phục, bạn chỉ cần nhấn nút tạm dừng hoạt động của cái nồi. Bạn mở nắp điều khiển ra và bạn có thể trở đồ ăn và bạn bấm lại, chỉnh lại thêm nhiệt độ và thời gian. Cứ như thế bạn làm theo cái quy trình của được hướng dẫn của nồi chiên không dầu, của cái hướng dẫn sử dụng khi bạn làm những cái món ăn lớn. Món ăn của bạn sẽ được chín đều theo cách bạn trở và ngắt dừng thời gian và cứ làm theo quy trình như thế. Một cái lưu ý rất là quan trọng, khi đồ ăn chín không đều là bạn không hề đọc hướng dẫn sử dụng hoặc là đọc cách sử dụng nồi như thế nào. Cho nên các bạn muốn làm đồ ăn ngon thì nên tìm hiểu các cái video hướng dẫn về nồi chiên không dầu hoặc đọc cách hướng dẫn sử dụng. Đặc biệt các bạn muốn biết thêm những cái cách điều chỉnh nồi chiên không dầu như nào thì bạn hãy follow kênh của Phan Thanh Vịnh ngay hôm nay, tức là đăng ký kênh ngay hôm nay và để lại comment hoặc nhấn nút quả chuông 2 lần để chúng tôi có những video nói về cách sử dụng nồi chiên không dầu, bạn sẽ nhận được ngay. Vâng, một lần nữa Phan Thanh Vịnh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.